Ba gói cước của nhà mạng Mobi đó chính là gói cước D30, 3CD và 3ED đều đồng giá là 30.000 đồng nhưng có những ưu đãi và tính năng khác nhau. Vậy các bạn hãy cùng mình so sánh ba gói cước ngay trong video này. Gói cước D30 giá cước để đăng ký là 30.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 7GB data tốc độ cao cho 7 ngày sử dụng. Để đăng ký gói cước D30, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách D30 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước 3CD giá cước bằng với gói cước D30 là 30.000 đồng cho một lần đăng ký, nhưng sử dụng trong 3 ngày với những ưu đãi đặc biệt đến từ nhà mạng Mobi. Như bạn sẽ sở hữu 24GB data tốc độ cao, bạn còn được miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút và miễn phí 15 phút gọi ngoài mạng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí tất cả tin nhắn nội mạng Mobi nữa. Và thời gian sử dụng gói cước này là trong 3 ngày. Để đăng ký gói cước 3CD, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách 3CD gửi đến tổng đài 9084. Gói cước 3ED cũng đồng giá với hai gói cước trên là 30.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn sẽ nhận được 24GB data tốc độ cao. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút và miễn phí 15 phút gọi ngoài mạng. Và các bạn còn được miễn phí tất cả các tin nhắn nội mạng Mobi nữa. Đặc biệt hơn, bạn được miễn phí một tài khoản ôn luyện tiếng Anh TOEIC trên Mobi Edu. Thời gian sử dụng trong 3 ngày. Để đăng ký gói cước 3ED, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách 3ED gửi đến tổng đài 9084. Như vậy, mình đã giới thiệu cho các bạn ba gói cước đều đồng giá là 30.000 đồng. Các bạn hãy chọn lựa gói cước phù hợp nhất với mình để đăng ký và sử dụng. Ngoài ba gói cước mình vừa giới thiệu thì trong phần mô tả bên dưới video, mình cũng có giới thiệu thêm đến các bạn những gói cước khác của nhà mạng Mobi. Hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại website mobifone.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước của nhà mạng Mobi được cập nhật mới nhất hàng ngày. Các bạn hãy lựa chọn gói cước phù hợp với mình để đăng ký. Để đăng ký, bạn hãy kích vào ô đăng ký. Hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần gửi là đăng ký thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn, thì hãy để tin nhắn trong phần bình luận. Mình xin được giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.